Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với HTD Research. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về tokenomics của SUI cũng như là những cái yếu tố liên quan để mà chúng ta có được cái nhìn bao quát nhất về SUI cũng như là có những cái kịch bản sẵn có để mà khi mà SUI lên sàn ấy, nếu mà nó đi theo kịch bản nào thì chúng ta sẽ xử lý theo kịch bản đó để mà chúng ta có thể là kiếm được lợi nhuận tốt nhất với SUI nhá. Và trước tiên xin chúc mừng những bạn nào mà đã có vé whitelist của SUI cũng như là những bạn nào mà đã mua được ở trên sàn KuCoin và sàn OKX với giá là 0.1 đô nhé. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể là đợi khi mà SUI lên sàn rồi chúng ta sẽ chiến đấu với nó nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau nói qua một chút về SUI nhé. Thì SUI nó là một cái blockchain layer 1, nó được phát triển bởi một cái đội ngũ có rất là nhiều kinh nghiệm. Khi mà trước đây họ đã từng làm cho Facebook một cái dự án rất là khủng mang tên là Diem nhé. Và sau này thì cái dự án đó nó không còn được hoạt động nữa vì rất là nhiều lý do khác nhau. Và sau khi mà dự án này dừng hoạt động thì cái team đó họ đã tách ra một bên làm về Aptos mà đã ra token vào tháng 10 năm 2022. Còn một đội thì nó làm cái dự án SUI này và bây giờ thì nó mới ra token nhé. Và do hai cái dự án này nó có chung nguồn gốc nên là hai cái dự án này nó đều sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Mu nhá. Đây là một cái ngôn ngữ lập trình mới mà trước đây họ đang phát triển cho cái dự án riêng của Facebook ấy. Rồi thì các bạn chỉ cần hiểu nôm na đó là SUI là một cái layer 1. Và cái token của nó thì có thể là dùng để trả phí gas này, dùng để staking này, rồi dùng để mà làm token quản trị này, rồi là sử dụng để mà trong các cái giao thức ở trên mạng lưới ví dụ như là vay cho vay rồi là cung cấp thanh khoản các thứ đó. Thì đó là cái token use case của nó. Rồi các bạn chỉ cần hiểu nôm na như vậy thôi. Còn những cái thứ khác thì các bạn có thể là vào trang chủ của SUI cũng như là vào cái trang doc.sui.io này. Thì ở đây nó có rất là nhiều các cái thông tin, toàn bộ thông tin về SUI luôn. Các bạn có thể là dịch sang tiếng Việt để mà các bạn đọc nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với cái phần gọi vốn của cái dự án SUI đi. Đây là một phần rất quan trọng tại vì nếu mà một dự án nào mà gọi được nhiều vốn này hay là có những cái quỹ khủng đầu tư vào thì chứng tỏ dự án đó nó có cái công nghệ tốt này hay là cái team của nó rất là tốt và nó có cái tiềm năng tăng trưởng đúng không? Đó. Thì với SUI thì ở cái vòng Serie A thì nó đã gọi được 36 triệu đô vào tháng 12 năm 2021 nhá, từ những cái quỹ là A16Z này, Lightspeed Venture, Electric Capital hay là Standard Capital, Samsung Nick vân vân. Đấy. Và tiếp theo thì ở vòng Serie B vào tháng 9 năm 2022 thì nó đã gọi được là 300 triệu đô, một con số rất là lớn đúng không? Từ những quỹ rất là khủng như là FTX Venture, A16Z, Binance Labs, Circle, Coinbase, rồi là Lightspeed này, Zoom Capital này. Đó. Ở đây các bạn cần chú ý là cái thằng A16Z này và thằng Lightspeed Venture này này, nó đầu tư cả hai vòng luôn đó. Thì mọi người có thể thấy là nó đầu tư hiệu quả hay là nó cảm thấy là dự án này ok thì nó mới đầu tư hẳn hai vòng liền đúng không? Đó. Và ở cái vòng sau này nó còn rất là nhiều những cái ông lớn như là Binance Labs hay là Coinbase hay là FTX và Zoom nữa, một cái mà có tiếng đúng không? Rồi. Và các bạn cần chú ý nữa là FTX Venture này thì nó đã bị phá sản rồi và cái số tiền mà đầu tư vào đây ấy, thì gần đây nó đã được cái dự án SUI này mua lại nhá. Đấy. Mình không nhớ rõ là cái số tiền bao nhiêu nhưng mà cái SUI này nó mua lại với mức giá rẻ hơn là FTX trước đây đã đầu tư vào nó nhé. Đó lại là cái token của thằng FTX này thì hiện tại nó đã thuộc về cái dự án rồi nhé chứ không phải là do thằng FTX nắm nữa nhé. Đấy. Thì còn các cái thằng này thì vẫn là bình thường. Rồi các bạn có thể thấy ở đây thì các cái quỹ đầu tư hàng đầu nó cũng đầu tư vào đây cũng như là với lại số vốn mọi thứ rất là khủng nhá, tổng lên tới là 336 triệu nữa đúng không? Cộng với lại là gần đây nó lại bán ở trên các cái sàn nữa thì nó cũng thu được thêm một số tiền nữa cũng rất là lớn nữa đúng không? Đó thì dự án cũng khá là nhiều tiền. Và ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái phần là phân bổ token của nó nhá. Thì tổng cung của cái SUI này nó sẽ là 10 tỷ token nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ chia như sau. 50% đó là community research nhá. Đó. Và 20% dành cho early contributor là những người đầu tư sớm ấy. Và 14% dành cho investor này. 10% dành cho Mountain Lab này. Và community program là 6% này. Đấy. Thì trước đây thì rất là nhiều anh em đã hy vọng vào là cái 6% này là sẽ là cái mà dự án nó sẽ dành cho Europe rồi cho tít nên là ấy, anh em đổ xô đi mà làm Europe rồi là trải nghiệm dự án cái thứ trước đây ấy. Đó, nhưng mà khi mà gần đây nó đã công bố là nó sẽ không có Europe mà nó sẽ chỉ có ưu tiên cho những người nào mà trải nghiệm sớm ấy thì được xuất mua với lại là cái mức giá là 0.03 đúng không? Đó thì có một số là
anh em vẫn trúng được cái phần này đó. Còn đâu thì nó không có error giống như là Aptos hay là cái dự án Arbitrum gần đây hay là như Optimism trước đây đúng không đó, thì nhiều anh em cũng khá là thất vọng. Và mọi người có thể thấy ở đây đấy, thì cái phần community này thì nó cũng đã bán mất rồi, còn cái phần này community resource này thì 50% liền, nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào biết được là nó sẽ dùng cho việc gì. Có thể là nó sẽ dùng cho là cái quỹ để mà phát triển hệ sinh thái cái thứ ấy, nhưng mà chúng ta sẽ chả thể nào mà biết được là nó sẽ dành cho bao nhiêu cho cái đó, cũng như là nó sẽ dùng như thế nào đúng không. Tóm lại là cái tokenomics của cái thằng này ấy, nó toàn là team với lại là những cái nhà đầu tư nắm hết rồi đúng không, còn ra phần dành cho cộng một đồng ít ỏi này thì nó cũng đã bán rồi đúng không. Đó, nó nói chung là củ chuối đấy. Thì đó là cái về phân bổ nhá. Còn hiện tại thì cái lịch vesting nó vẫn chưa có, đây cũng là cái mà mình thấy nó cũng củ chuối tiếp, thì nó giấu cho đến khi nó list sàn xong thì nó mới công bố đúng không. Đó, thì chúng ta không thể nào mới biết được là nó sẽ phân bổ cụ thể cái lịch là thằng nào được trả trước, thằng nào được trả sau và khi nào thì nó trả các thứ đúng không. Ví dụ đánh đùng một cái mà đến hôm list sàn nó lại trả thêm cho cái thằng đầu tư sớm hay là cái thằng maintenance lab hay là team đó bao nhiêu phần trăm nữa, thì lúc đấy sẽ có một lượng lớn token được tung ra, chứ không phải là chỉ là con số mà nó đã bán ở trên ba cái sàn đúng không. Đó, thì cái này là cái mà mình thấy là nó nói chung là nó vớ vẩn. Các bạn có thể thấy là những cái dự án mà nó được lau bát ở trên Binance ấy, là nó sẽ có hết những cái thông tin về tokenomics hết, nó sẽ có về phân bổ này, nó sẽ có về lịch vesting những thứ đầy đủ chứ. Còn đâu những cái dự án này thì vesting chẳng có đúng không. Đó, thì chắc là khi nào mà list xong sàn các thứ nó xả xong rồi nó mới ra cái đó, thì lúc đó thì mọi người xem thì nó cũng là mọi sự cũng đã rồi đúng không. Đấy, khá là thất vọng vì cái team này. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái thông tin bán IO trên các sàn nhá. Thì ở đây nó sẽ có hai mức giá, một là 0.03 thì dành cho những người đã trúng whitelist của Sui, đó là những người đã trải nghiệm sớm và đạt cái tiêu chuẩn của họ nhá. Thì mức giá 0.03 này nó sẽ được bán ở trên sàn Bybit này, sàn KuCoin và sàn OKEX nhá. Thì trên sàn Bybit sẽ là 94 triệu này, còn trên sàn KuCoin là 25 triệu này, và trên sàn OKEX cũng là 25 triệu nhé, tổng nó sẽ là 144 triệu nhé. Còn cái mức giá là 0.1 thì nó được bán trên 4 sàn, đó là sàn KuCoin, OKEX, Bybit và cái sàn Bitforex này nữa nhé. Đấy, thì tổng cộng và cái số token mà nó bán với mức giá 0.1 ấy, đó là 450 triệu nhé. Đó, và mọi người lưu ý một chút nhé, cái số 144 triệu mà những người đã mua whitelist là mức giá 0.03 thì nó sẽ không bị khóa nhá. Còn lại là 450 triệu mà những người mà mua ở trên sàn ấy với mức giá là 0.1 thì nó sẽ khóa trong một năm nhá. Thì cái số lượng này nó sẽ chia ra làm 13 phần và nó sẽ trả một phần đầu tiên là trả luôn và phần còn lại thì sẽ trả dần trong 12 tháng nhá. Do đó nên là cái cung lưu thông khi mà nó lít sàn ấy thì nó sẽ rất là ít thôi, chứ không phải là tổng là tất cả cái số lượng mà nó thông báo là nó bán ở đây nhá. Đây thì mình đã tính ra ấy, là chúng ta sẽ lấy là 144 triệu là của cái thằng là bán 0.03 nhá, cộng với lại là 450 triệu chúng ta nhân với lại là 7.7% thì nó sẽ ra là khoảng là 178 triệu. Đây mình tính ra là 178 triệu nhá. Đó, thì sẽ ban đầu sẽ có là 178 triệu khi mà nó đi sàn nhá. Đó, thì ở đây các bạn có thể thấy là nó chưa có lịch vesting nên là chúng ta sẽ chưa thể nào mà biết được ấy, là những cái thằng này team hay là những cái bọn investor đầu tư sớm hay là cái community này nữa nó có trả thêm một ít nào đó ở đây không, thì chúng ta chưa biết được nên là tạm thời chúng ta chỉ tính được là có là 178 triệu nó sẽ được tung ra khi mà nó đi sàn thôi nhá. Rồi thì chưa có thì chúng ta cứ tạm tính là 178 triệu đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là với lại là cái mức lưu thông này thì giá nào nó sẽ là phù hợp nhá. Ok, chúng ta sẽ đi so sánh cái thằng Sui này với lại là cái thằng Aptos trước đây, xem là cái Aptos này trước kia thì nó list sàn thì nó có giá bao nhiêu cũng như là cái market cap của nó bao nhiêu nhá. Đây thì nó vào khoảng là
loanh quanh 1 tỷ các bạn ạ. Đó, khoảng 1 tỷ cap nhá. À, theo số liệu thống kê là 900 bao nhiêu triệu ấy. Mình xem ở trên cái CoinMarketCap này khoảng là 1 tỷ, cứ cho 1 tỷ cho chọn nhá. Đấy. Thì với lại là 1 tỷ cap này, với lại là lúc mà Aptos nó lên sàn thì cái cung của nó này. Cái cung của nó là khoảng là 130 triệu nhá. Đấy. Thì 130 triệu thì nó còn nhỏ hơn là cái cung là 178 triệu của thằng Sui hiện tại đúng không? Đó. Mà giá của cái thằng Aptos lúc mới lên sàn thì ở đây các bạn sẽ có thể thấy này, đây. Mức giá nó khoảng là khoảng 7 đô gì đó, mình không tính cái dâu này nhá. Cái dâu này thì nó cao hơn thì mình không nói. Đó. Thì khi mà lên sàn thì bạn nào bán được ở trên cái mức dâu này thì tuyệt vời. Đây mình chỉ tính trung bình là cái mức mà nó ở đây thôi. Đấy, là khoảng 7 đô đi. Đó. Thì với lại là mức cap là khoảng 1 tỷ đô mà chia cho là 178 triệu nhá. Thì nó sẽ là khoảng đâu đó 5 đô. Đấy. Nếu mà cái điều kiện tuyệt vời nó được khoảng là 5 đô như thế thì là quá tuyệt vời rồi đúng không? Đấy. Thì cái thằng Aptos này nó lúc mới đầu là nó khoảng 7 đô mà, thì cái thằng Sui này nếu mà nó không có trả thêm token ra nữa mà nó chỉ có nguyên 178 triệu thôi ấy, thì có thể là cái 5 đô thì nó cũng có thể là đạt được nhá. Đấy. Rồi, tất nhiên là nó sẽ không thể nào mà đúng và chính xác được, tại vì ở đây chúng ta chỉ có xem lại để mà chúng ta có thể là dự đoán thôi đúng không? Đấy, dự đoán thì nó có thể sai mà có thể đúng, và cái này nó còn phụ thuộc vào thời điểm, phụ thuộc vào độ FOMO và phụ thuộc vào từng dự án nữa đúng không? Đấy. Rồi, một cái nữa các bạn cũng có thể là tham khảo cái chart của cái thằng Aptos này để mà các bạn chuẩn bị cho thằng Sui. Tại vì ấy, hai thằng này nó có chung nguồn gốc này, nó có chung một ngôn ngữ lập trình này. À, rồi là ở đây các bạn có thể thấy nữa này. À, nó có các cái quỹ đầu tư ở đây nó cũng rất là giống nhau nữa, có nhiều quỹ giống nhau nhá. Đây là cái thằng nào đây, đây Sui nhá. Chúng ta có thể thấy là Sui có A16Z này, Binance này, Coinbase, Zoom đúng không? Đây mình sang thằng Aptos đi. Aptos có Coinbase này, A16Z này, Zoom, Binance đúng không? Đấy, có mấy cái quỹ lớn là giống nhau rồi đúng không? Đấy. Thì những thằng này đều là những thằng rất là khủng trên thị trường và nó có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Thì khả năng cao là nó sẽ có chung một cái kịch bản khi mà nó đã làm thành công với cái thằng Aptos đúng không? Đó. Thì các bạn nhìn cái đường giá của thằng Aptos nhé. Đây, ban đầu ra này thì nó đẩy lên một ít, sau đó nó đợi cho xả bớt đi, sau đó nó đẩy tiếp lên một phát, sau đó thả trôi mãi, xong gom lại nó mới đẩy mạnh lên đúng không? Đây. Thì tuy nhiên chúng ta cũng cần phải chú ý là thằng Aptos này thì nó trước đây thì là nó có Aerobe đấy, và nó có Aerobe cho cộng đồng, còn cái thằng Sui này thì nó không có Aerobe nhưng mà nó bán trước với giá ưu đãi thì nó cũng gần như nhau. Và như lúc nãy thì chúng ta thấy thằng Aptos này nó ban đầu nó là 130 triệu coi ra được tung ra lúc đi sàn đúng không, còn thằng Sui này nó là 178 triệu, nó còn nhiều hơn thằng Aptos này, mà thằng Aptos này nó đã được khoảng 7 đô rồi. Đấy, không tính dâu nhá. Đấy. Thì thằng Sui này lúc nãy mình chia ra nó được khoảng 5 đô ấy. Đấy. Thì như mình có nói ấy, thì nếu mà cái điều kiện đẹp, cái nó khả quan nhất thì nó cũng sẽ được là khoảng 5 đô đấy. Thì với điều kiện là mức cap của nó là khoảng đâu đó là 1 tỷ nhá. Và các bạn có thể thấy gần đây là cái thằng Avichun khi mà nó mới đi sàn ấy thì cap của nó đã hơn 1 tỷ rồi, đúng không? Đấy. Và chúng ta không thể nào mà so sánh được với thằng Avichun, tại vì Avichun nó là một cái dự án mà nó đã phát triển và nó có rất là nhiều những cái dự án nó chạy trên đó rồi và nó đã rất là khủng rồi nó mới ra token đúng không? Còn cái thằng Sui này thì nó gần như nó vẫn chưa có gì, hệ sinh thái của nó vẫn còn rất là ít đấy. Nên là thì chúng ta sẽ không thể nào mà kỳ vọng được như là Sui được đấy. Cộng đồng Sui nó đông hơn nhỏ, với lại là nó có nhiều cái dự án rồi. Và ở đây thì mọi người có thể là xem một số cái dự án ở trên thằng Sui này với lại thằng Aptos nhé. Đây, cái thằng Aptos nó nhiều hơn này, thằng Sui này nó mới ít hơn này, đó. Nó vẫn khá là ít. Đến bây giờ thằng Aptos này nó hơn nửa năm rồi mà các dự án nó vẫn còn rất là lèo tèo và nó rất là yếu nữa. Đấy, còn thằng Sui này thì mới ra nó còn rất là nhiều việc phải làm để mà có thể là ít nhất là đuổi thằng Aptos này trước. Còn đâu nếu mà so sánh với lại là cái những cái layer 2 hiện tại hay là những cái mà nổi trội như là Ethereum hay là Solana cứ nó sẽ còn khá là khó khăn đấy. Đây là chúng ta cũng cần phải nhìn nhận thực tế là cái vấn đề
và hiện tại nó là dịp downtrend đấy, thì nó cũng khá là khó khăn nữa. Nên là bây giờ chúng ta kỳ vọng là cái mức giá $5 là quá là tốt rồi đấy. Đấy là trong cái điều kiện gọi là tuyệt vời nhất đấy, đúng không? Đấy. Thì đó là cái mà nó chưa ăn nóc thêm cho bất cứ một cái phần nào trong này nhá. Nhưng mà theo mình nghĩ thì chắc chắn là nó sẽ ăn nóc một phần nào đấy ở trong này nữa. Đó. Nên là cái mức giá $5 nó sẽ là rất là khó nhá. Đấy. Thì đó là cái mà cách mình tính dựa theo cái thằng Aptos thì nó ra cái mức là $5 đó. Còn nó thực tế thì mỗi lúc khác nhau, cộng với lại là chúng ta chưa biết được là cái token allocation này nó có mở khóa thêm cho cái thằng nào vào lúc mà nó đi sàn hay không nhá. Đó. Thì nếu mà nó mở khóa thêm thì chúng ta sẽ tính thêm thằng đó vào, đúng không? Thì cách tính như vậy là các bạn biết rồi, đúng không? Đó, thì các bạn cứ target cho mình là loanh quanh đâu đó là 1 tỷ cap trở xuống, nó có mở thêm bao nhiêu thì các bạn tính thêm vào đó thôi. Đó. Thì qua đây thì các bạn đã biết được cái cơ bản cái cách mà các bạn có thể tính rồi đó. Thì các bạn có thể là so sánh nó với lại các cái dự án cùng cái lĩnh vực có các cái điểm chung nữa, đúng không? Đó. Thì từ đó thì chúng ta có thể là ước lượng được cái phần nào là cái kịch bản, đúng không? Thì hy vọng rằng là cái xui này nó đi sàn thì các bạn khi mà xem video này thì các bạn đã có được cái sự chuẩn bị rồi. Nó ra như thế nào thì chúng ta chỉ cần tính toán thêm, sau đó là chúng ta sẽ có được cái nhìn cũng như là cái đánh giá riêng của chúng ta, đúng không? Chứ không nhất thiết chúng ta phải nghe theo ai đó làm gì cả, đúng không? Các bạn biết cách tư duy, các bạn biết cách tính thì không những dự án này mà bất cứ dự án nào các bạn cũng có thể là tự mình đưa ra được nhận định, tự mình đưa ra được cái view đầu tư cho mình, mà không nhất thiết là phải nghe cái KOL chém gió về công nghệ, chém gió về ABCDXYZ nữa. Tại vì những cái KOL lớn ấy, những cái cộng đồng lớn ấy, thì những cái lời mà họ nói ấy, thì họ sẽ không thể nào nói thật, nói thẳng 100% đâu. Tại vì nhiều khi là họ đã được dự án gọi là partner các thứ đấy, thì họ có quyền lợi trong đó này, cũng như là họ sẽ không thể nào mà nói được chi tiết được những cái mà nó không nên nói, đúng không? Đó. Thì ở đâu cũng vậy, những cái nào mà có tầm ảnh hưởng thì sẽ được các dự án chăm sóc, còn nói chung là nó sẽ có nhiều quyền lợi đan xen lẫn chéo lẫn nhau, nên là họ không thể nào nói 100% những gì họ biết cũng như là thực tế, nên là các bạn cần phải là để ý cái chỗ này. Nếu mà bạn nào mà tham gia trước cái đợt uptrend 2021 thì các bạn sẽ thấy rõ điều này, đúng không? Rất là nhiều những cái dự án là được chi rất là nhiều, công nghệ rất là tốt các thứ, nhưng rồi đến bây giờ chia rất là nhiều rồi, đúng không? Đa phần là các bạn đều đu đủ hết. Đó. Thì nếu mà bạn nào xem được video này thì các bạn sẽ tự có được cái đánh giá, tự có được cái chiến lược cho mình rồi. Không, ở những dự án sau thì các bạn áp dụng như thế này, các bạn tính toán thôi, đúng không? Rồi, khi mà đi sàn này, các bạn để ý nhé, nếu mà kịch bản nó đi theo cái đường giá giống như con Aptos này thì các bạn sẽ phải biết phải làm gì để mà có lợi nhuận cao nhất rồi, đúng không? Đó, còn đâu nếu mà cái trường hợp mà ra phát mà nó pull mạnh luôn thì các bạn bỏ qua, đợi nó điều chỉnh xuống thì các bạn mua nhé. Còn đâu nếu mà lúc mà nó ra nó thấp thì các bạn có thể là mua vào, sau đó thì lên cao các bạn xả, đúng không? Sau đó thì lại đợi gom lại ở vùng thấp hơn và đợi cái sóng xong. Đó. Tất nhiên là để mà biết được lúc mà mới ra nó là cao hay thấp thì các bạn sẽ phải đợi xem là nó có unlock thêm ít token nào nữa không nhé. Còn nếu mà nó có nguyên 178 triệu thì nó sẽ ok hơn. Các bạn sẽ biết được là tầm nào là ok, đúng không? Đấy. Thì đến lúc đó nếu mà có cái thông tin mới thì mình sẽ cập nhật thêm ở trên kênh nhé. Còn tạm thời như thế này thì các bạn đã biết cách tư duy rồi, biết cách chúng ta nhìn nhận cũng như là đánh giá một cái dự án, đã biết là vùng nào là vùng có thể là mua và vùng nào là cao, vùng nào là thấp các thứ, đúng không? Đó. Ok, video cũng khá là dài rồi, với lại là mình hôm nay bị viêm họng nữa, mình nói này là nó đã rất là rát cổ rồi ấy, là mọi người thông cảm nhé, nếu mà nghe nó hơi khó một chút thì mọi người cũng thông cảm giúp mình nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Nếu mà mọi người thấy video hay, có ích ý, thì mọi người hãy like và share video này cho nhiều người biết đến hơn. Cũng như là nếu mà bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào đăng ký để mà có thể đón xem được những video mới nhất từ kênh nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại ở những video sau.